Chiều tối 4 tháng 9, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, nút giao thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây. Hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau, ùn ùn di chuyển về thành phố. Càng về tối, lượng xe đổ về càng đông. Một số xe cứu thương gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này. Còn tại Hà Nội, cửa ngõ phía Nam có dấu hiệu kẹt cứng do người dân bắt đầu trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt là vành đai 3 trên cao. Thời điểm từ 14:30, vành đai 3 trên cao đoạn từ công viên Yên Sở đến nút giao Pháp Vân, lượng xe lớn dồn về khiến giao thông có dấu hiệu ùn ứ. Một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6 công an thành phố Hà Nội cho biết, trong chiều 4 tháng 9, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, vành đai 3 trên cao, Hồ Tùng Mậu sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường.